Vâng, tiếp tục hôm nay em lên cho có một siêu phẩm Ford 3006 có mặt đồng bộ, xe trong tình trạng báo cáo với các bác rất tuyệt vời. Xe này thì đúng ra là đã về cổng xanh rồi các bác nha, Hội Nghĩa, nhưng vì trục trặc một chút là hôm đó là có lý do là đạp Amiga không hết, rồi em mới kêu thợ lại sửa Amiga thì chậm mất, thì hôm đó là thợ chơi cá cược bóng đá rồi ngủ rồi quên, thì chậm mất một ngày, thì nói chung là bỏ mối. Thì em vẫn còn, tên vẫn ở nơi các bác, mà xe thì vẫn còn. Thì hôm nay tiếp tục em quay trở lại, thì em cũng giới thiệu với các bác, thì trước hết thì cái mặt nạ của em đó là đang gửi mua, thì hôm nay ngày mai về là gắn lại rất đẹp, mà mặt nạ đã gò lại rồi đúng không, thích chỉ sơn lại là sơn đẹp luôn. Thứ hai nữa thì vỏ chiếc là giò gà các bác nha, đây giò gà không có trợ lực tay lái, đây không có trợ lực tay lái nhưng rất nhẹ nhàng để cho các bác mùa mưa các bác tăng bò. Nói về đẳng cấp xe 3006 thì là cực kỳ mãnh liệt, nó có 3 máy nhưng nó chỉ thua một chút thôi, các bạn, có 4 nút là nó là thành 4000 rồi. Đây các bác đây, đấy nó là đời T3 cực kỳ đẹp, nè đời T3 cực kỳ đẹp đấy, và có luôn cả coi như bơm nhớt đầy đủ, vỏ rất đẹp được các bác. Đấy, em đi sâu vào đây để giới thiệu các bác và báo giá. Thì hôm vừa rồi, đây cái mặt của nó rất đẹp con này, thì hôm vừa rồi đúng ra là cái chủ không mua, không có yên các bác nhá, nhưng hôm nay em tặng cho các bác một chiếc yên đây đang mới luôn, đây đây em mua chiếc yên này là 700 bạc các bác nhá, 700 bạc tức là mối đấy, còn nếu như không các bác mà mua là phải tầm 1 triệu đến 800 chiếc yên này, đây đang mới chưa bóc thêm luôn, đây tặng các bác không, còn từ bơm này cho đến đầy đủ. Đây, chiếc xe này này có thắng hơi này các bác nhá, có thắng hơi này và có trợ lực, không có trợ lực tay lái, có thắng hơi cho các bác được ưu tiên điểm đầu là cặp vỏ đang còn đẹp. Đấy, mâm rin của em mua luôn, đấy 8 ốc nhỏ nhưng mâm rin, đây vỏ còn rất đẹp phải chưa. Thứ hai nữa thì về hình thức mà các bác nhìn đây thì nói là như vậy thôi nhưng mà rất chỉ là chịu cày, bởi vì đẳng cấp của nó là rất mạnh. Nếu bác nào đã xài 3006 rồi thì hôm nay chi tiết em cũng đã trình báo với các bác như vậy. Đây còn rất nguyên. Đây này, cho các bác coi luôn nha. Từ chụp này, đây từ chụp này, nha chụp bánh trước này, của trước này. Rồi đây này, vú bơm này các bác này, rất kỹ lưỡng nha. Đây, và đây đang còn nguyên này, đang nguyên này. Đấy kìa, từ con ốc đang rin của em luôn. Đấy, T3 các bác nha, T3. Đấy, những cái xe mà vàng vàng này là cực kỳ là mạnh, đẳng cấp. Đây là trợ lực tay lái đầy đủ thắng vừa rồi, đây nó chỉ có một chút là không cắt, thì em làm lại thì đúng ra là về Hội Nghĩa bác có mua hai cái đầu kia nữa, nhưng mà thôi chăm lại thôi không sao, mua bán là duyên số các bác ạ, không có thể nói gì được. Đây các bác này, thì nó mục rẻ thôi nhưng mà không sao các bác, cái này nó rẻ tiền mà. Đấy em báo giá luôn cho các bác nhé, là cái này này đúng 68 triệu, 68 triệu các bác nha. Đúng em bán rồi đó, 68 triệu có người lấy ngay, bởi vì cái này rất rẻ. Vỏ này còn ngon này, vỏ trước ngon này, máy móc là ok luôn, bao cho các bác. Rồi bắt đầu em đi ra đằng sau để cái giá trị của nó như thế nào. Thì có bình hơi này các bác nha. Rồi móc ngoặc ở trên này, đấy các bác nhìn thấy này. Rồi đây này là đi vào, tức là vẫn đang số sới luôn nha, nhưng mà cắt qua hộp này đấy, vẫn đang số sới các bác nha, chứ gọi đồng bộ, đang số sới. Đuôi nhỏ, chạy rất nhanh và rất mạnh. Và đây là từ đây lắp qua đây là số cắt, số sới nhá, không có số sới mà vẫn là đồng bộ. Rồi đây bác đây, đấy và lắp cầu 5 tấn thắng hơi. Đấy các bác nhìn thấy chưa, rất đẹp, sexy, cực kỳ là vững đẹp. Rồi em nói cho các bác về cái mọc này, nếu như riêng cái mọc không thì các bác cũng là 60 triệu rồi. Em nói thật các bác, nếu như ngày mai ngày mốt em sẽ làm một cái bờ đây nữa, lên nối lên, thì cái mọc này rất đẹp. Bởi vì cái mọc này này nó 3m8, nó rộng 2m. Đây nó rộng 2m mà nó dài 3m8, nhưng mà nó cao chỉ có 1m thôi, giờ đưa lên nữa thì cực kỳ đẹp. Mà nó có thắng hơi nha, có lắc kê luôn này, thắng hơi lắc kê đầy đủ cho bác này. Đây
cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, chứ không phải là bình thường đâu các. Đây, cuối cùng này, các bác được 68 triệu, nó không thể nào bằng cái vỏ, cái bằng này được. Các bác nhìn bằng này, đấy, các bác này xanh lè hết này, thấy không? Chưa một. Và thứ hai nữa là nhíp đôi đang còn riêng nguyên, từ bát mọc cho đến đấy đầy đủ hết, hai cầu 5 tấn. Các bác thấy chưa? Đấy, rất gì là đẹp đẽ và rất tuyệt vời. Riêng cái mọc này là đã đủ tiền rồi chứ không cần cái đầu nữa. Đấy, đó nha. Đấy, tuyệt vời chưa? Đấy, từ đây đến đây, đây là cắt số, tức là vẫn là số sới. Lên đến đây là cắt luôn. Đấy, thành đồng bộ. Đây, tất cả mọi ti bên đầy đủ, một ti bò xịn sò. Chỉ cần ga căng ti là lên thôi các bác nha. Thôi em phải nói phép với các bác đâu. Đây. Bánh đôi vỏ là 10/0020, vỏ 10/0020 nha. Đấy, bằng này rất đẹp. Đấy, đóng theo kiểu Tây Ninh. Đấy, rất chắc chắn và đảm bảo. Rộng 2 m nha. Dài 38. Nếu cái này mà đưa lên đôn lên nữa thì cực kỳ là đẹp, là một cái mọc đẹp chứ không phải là mọc bình thường. Đây. Các thấy bình hơi phụ này. Đấy, đây các bác này, bình hơi phụ này. Và ở dưới này là cầu và đấy, cầu đầy đủ. Quá thấy chưa? Đấy, rõ ràng nhá. Đây, đang xong rồi. 68 triệu, nếu như mà các bác nào mà trong tầm này một tí bò thì các bác nên mua. Có 68 triệu quá rẻ. Thì cái mọc không là em nói các bác chứ, mà 50 triệu là của người lấy, hoặc là 45 triệu thì cái đầu kia còn bao nhiêu. Và thấy không? Đấy, thì cái mọc này, đấy, cái mọc này đã là 45 triệu rồi. Quá đẹp luôn. Đây. Đấy. Đây các bác nhìn kỹ này. Các bác không cần phải coi. Cái này có 68 triệu thì cái mọc này em cho 45 triệu đi, đúng không ạ? Thì cái đầu có 25 triệu, đầu 3.600. Thắng hơi. Ok. Đó, một tí bò. Đấy, các bác thấy đẹp không? Rồi. Và cái này 28 triệu các bác nha. Rất đẹp. Đây này. Đấy, bác nào đang thích thì ok cho các bác luôn. Đây. Nhưng mà có một bánh, nếu hai bánh thì đi lâu rồi. Rồi các bác, và cuối cùng thì em đi sang bên này cho các bác xem vỏ. Vỏ là 10/0020. Đấy, và rất đẹp cho các bác này. Đấy. Thì ông chủ Bình Minh, ông có nói là nếu như không được thì sẽ nối lên làm một cái mọc đẹp luôn, sơn lại và ok, rất đẹp. Đây các bác nhá, vỏ đẹp này. Đây, mâm này. Sơn lên là đẹp thôi, có gì đâu. Rồi, các bác hãy chờ đợi em sơn lên cho các bác, không thì các bác cái mua ngay. Alo cho em 0394 326 198. Các bác nhá, phô 3.600, cực đẹp, có mọc, đồng bộ. Rồi, giá tiền 68 triệu, không bớt một đồng nào. Còn ship về thì là 2 triệu hoặc bất cứ chỗ nào thì sẽ 1 triệu, rồi gần, xa 2 triệu. Rồi cuối cùng em xin chân thành cảm ơn. Hẹn lại các bác phía sau.